Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em xin thực hiện cái video test cái chiếc củ phát điện của Nhật nha quý khách hàng, chạy chổi than AVR. Chiếc củ này thì em tháo ở dòng Elimax SH6500 ra nha quý khách hàng. Elimax SH6500 EX. Quý khách hàng có thể check cái model này trên Google nha. Thì sẽ ra đầy đủ thông số từ động cơ đến củ phát điện nha quý khách hàng. Đấy. Thì công suất max của nó thì nó rơi vào khoảng 5.5 kVA. Công suất liên tục của nó nha, thì nó rơi vào khoảng 4.5 kVA quý khách hàng ạ. Thì chiếc củ này thì em đã bán cái động cơ, còn lại chiếc củ phát điện thì bên em đã chế hoàn thiện buli mặt bích nha quý khách hàng. Chế hoàn thiện buli mặt bích thì bên em test tải gửi đến tất cả quý khách hàng. Thì quý khách hàng nào đang quan tâm những dòng củ phát điện mà hàng zin tháo máy, hàng Nhật hoặc hàng Ý, hoặc bất kỳ yêu cầu nào thì xin liên hệ bên em nha. Hotline 0966421739, Zalo bên em. Thì vừa rồi thì em có test tải kéo bằng một động cơ xăng 13 ngựa quý khách hàng ạ. Thì như quý khách hàng đã được biết, tất cả các dòng củ Elimax EX ấy, cái đời mà EX ấy, thì tất cả các dòng củ nó đều là củ vuông. Một cái form củ nguyên đời EX là sẽ một cái form củ như thế này. Đấy, tất cả các dòng củ Nhật Elimax thì đều có một cái tem bạc dán ở trên này. Đấy, dòng 3002 này, dòng 3009 này, dòng 4006 này, 5003 này, và dòng 6500 là chiếc củ này nha quý khách hàng. Elimax SH6500 quý khách hàng check. Bây giờ vẫn còn bán mới tại thị trường Việt Nam nha, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật và xuất đi tất cả các thị trường và bán mới tại, trong đó có thị trường Việt Nam mình nha quý khách hàng. Đấy, Elimax sản xuất tại thị trường Nhật. Đây là một chiếc dynamo mà em tháo, nguyên bản em tháo ở trên chiếc máy xăng đấy ra. Đấy, quý nhà có thể thấy. Chắc là giá bán đâu đó, nếu mà dòng Elimax 6500 tại thị trường Việt Nam thì nó rơi đâu đó chắc cũng khoảng gần 30 triệu gì đấy. Thì chiếc động cơ của nó là sử dụng động cơ xăng 11 ngựa quý khách hàng 340. Đấy, thì em bán động cơ rồi, còn củ phát điện, còn dynamo nha. Đấy, cái form mẫu của nó là nguyên bản đời ấy, nó sẽ form vuông như này và nó có thêm một cái tem bạc. Cái tem này thực ra là trong quá trình sử dụng thì nó có thể nó sẽ bong mất, nhưng mà về cái form củ thì nó không thể làm nhái, và chất lượng củ thì không thể, Trung Quốc không thể làm nhái được nha quý khách hàng. Đây, quý khách hàng có thể thấy thông số của nó đây, SH65EX này, tương ứng với đời máy là Elimax SH6500 nha. Số củ đây quý khách hàng, Made in Japan Sawa Fuji. Đấy, rất đẹp luôn nha. Đấy, bên em đã đấu test tải cũng như là kiểm tra điện mọi cái ok rồi. Đấy, em đã đấu sẵn hai cái đường dây ra đây. Tất cả những chiếc củ phát điện bên em thì bên em đều có đấu đầu dây ra, sẵn dây ra thôi. Những chiếc củ này thì quý khách hàng đừng để điện điện sinh hoạt của mình xông lại điện này nhá. Quý khách hàng sử dụng nên làm cái cầu dao đảo chiều, đầu chiều nhá. Đấy, thì không bao giờ lo chết cái củ này cả. Còn những củ này thì nó sẽ, ví dụ như trong quá trình sử dụng, thời gian sử dụng ấy, mà hết thời gian bảo hành của bên em ấy, thì nó có thể ví dụ nó chết con AVR hoặc nó mòn chổi than, cái đấy thì mình thay thế đơn giản nha. Tất cả phụ tùng bên em, từ quý khách hàng có thể đánh vỡ cái mặt bích nhôm này, bên em cũng sẽ có bán cung cấp riêng. Nắp này bên em cũng bán riêng nha. Tất cả phụ kiện trên những dòng máy này thì bên em đều có sẵn. Đấy, bên em sẽ tháo ra cung cấp cho quý khách hàng. Đấy. Ở đây là một chiếc mặt bích của bên nhà em. Mặt bích chế liền, hoàn toàn là không chế lắp ráp nha. Lắp ráp mà những con ốc ở đây thì hoặc là lắp ráp mà nó rời ấy, thì quý khách hàng có thể biết rồi, khi vào tải nó sẽ siết, lực siết nó rất là mạnh luôn. Đấy, lực cực lớn luôn, càng tải nặng, những chiếc củ nặng thì đa số lực mà đè lên là đè lên cái mặt bích này quý khách hàng. Nếu mặt bích này làm không chắc, chắc chắn là sẽ chạy một thời gian sẽ bị bứt luôn. Đấy, quý khách hàng có thể thấy, tại vì khi vào tải là lực nó siết, là siết ngang, siết ngang rất là kinh khủng luôn nha quý khách hàng. Quý khách hàng có thể thấy khi mà đóng, chỉ cần đóng có, đây em đóng có 3,7 kg đây mà lực siết nó ghi rất là ghê rồi. Nó tạo một cái lực áp lực rất là lớn lên cái mặt bích này. Nếu mà cái mặt bích này nếu không chắc chắn thì chắc chắn là sẽ bị bứt luôn nha quý khách hàng. Tất cả những chiếc củ bên em trước khi bàn giao hoặc là máy móc bên em bàn giao đều có hình ảnh chi tiết cũng như là video test gửi đến tất cả quý khách hàng nha. Đảm bảo quý khách hàng trong quá trình sử dụng. Đấy, lỗi đâu bên em sẽ đổi mới luôn. Đấy. Thì quý khách hàng có nhu cầu quan tâm dòng củ phát điện hoặc là máy công trình, máy xây dựng, tất cả nhu cầu mua bán, trao đổi, sửa chữa thì liên hệ bên em nha. Đấy, hoặc là cần thông tin báo giá hỗ trợ gì. Đấy, thì cứ nhắn tin trực tiếp cho bên em, gọi điện trực tiếp nha.
Đấy, bên em sẽ báo giá, tư vấn hỗ trợ quý khách hàng, không cần nhất thiết phải mua hàng bên em nha. Đấy, quý khách hàng cứ có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp. Đấy. Miền Bắc thì bên em nằm tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Miền Nam thì bên em nằm ở số 140 đường Cộng Hòa, 69 đường Tân Thới Nhất, 01 quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của bên em, like chia sẻ ủng hộ bên em nha. Quý khách hàng có thể ghé thăm nhiều trang những trang thương mại điện tử cũng như là các trang mạng xã hội bán hàng bên em để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em. Rất là cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em.